Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của Đài IBC qua phần trình bày của sư ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Đài IBC đang phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng internet ibctv.us. Chúng tôi cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang xem đài. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. NATO không phải là mối đe dọa đối với bất cứ ai. Đụng độ nổ ra bên trong khuôn viên đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào hôm thứ Sáu lần thứ hai của tháng Ramadan. Doanh số bán tem Ukraine mô tả cuộc đối đầu với tàu chiến Nga tăng vọt. Penthouse ở Bắc Hàn dành riêng cho những người bất hạnh. Tàu Arctic Sunrise của Greenpeace khảo sát hoạt động đánh cá và giàn khoan dầu gần với Argentina. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. NATO không phải là mối đe dọa đối với bất cứ quốc gia nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết việc mở rộng NATO thúc đẩy sự ổn định hơn ở Âu Châu mà thôi. Ông Price nói trong cuộc họp báo hàng ngày, Hoa Kỳ không hề lo ngại rằng việc mở rộng liên minh phòng thủ sẽ làm bất cứ điều gì khác ngoài việc thúc đẩy sự ổn định tại Âu Châu. Ông trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có lo lắng Nga có thể leo thang đối đầu với Ukraine nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào NATO hay không. Ông Price nói thêm trong cuộc họp báo, NATO là liên minh phòng thủ để bảo vệ và củng cố, không phải là mối đe dọa đối với bất cứ nước nào không tấn công NATO. Trong bài phát biểu trước đó vào ngày thứ Tư, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết nước này sẽ có quyết định nên gia nhập tổ chức NATO hay không trong vài tuần nữa. Thông tin này nhấn mạnh sự thay đổi trong quan điểm an ninh của Phần Lan từ khi Nga tiến hành xâm lược tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Phần Lan và nước láng giềng Thụy Điển là đối tác thân thiết với NATO nhưng chưa gia nhập vào liên minh 30 thành viên này. Đụng độ nổ ra bên trong khuôn viên đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào hôm thứ Sáu. Cảnh sát Israel đụng độ với những người Palestine đeo mặt nạ ném đá trong khuôn viên đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thành cổ Jerusalem khi bạo lực bùng phát sau các buổi cầu nguyện sáng thứ Sáu. Lực lượng an ninh Israel đã cảnh giác cao độ sau một loạt vụ tấn công chết người trên đường phố Ả Rập khắp đất nước trong hai tuần qua và các cuộc đối đầu có nguy cơ châm ngòi cho xung đột rộng lớn hơn giữa Israel và các nhóm chiến binh Palestine ở Gaza. Khi một nhóm người Palestine bắt đầu ném đá về phía không gian cầu nguyện của người Do Thái gần đó, ở bức tường phía Tây, cảnh sát cho biết là họ tiến vào khu phức hợp để giải tán và đẩy lùi đám đông. Dịch vụ cứu thương trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine cho biết là 59 người bị thương, một số người bị thương sau do hơi cay và đạn cao su. Doanh số bán tem Ukraine mô tả cuộc đối đầu với tàu chiến Nga tăng vọt. Người dân xếp hàng dài bên ngoài bưu điện của Kiev để mua tem thư có hình ảnh người lính Ukraine có hành phản kháng tàu Nga. Sau khi thông tin soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga, tàu tuần dương hỏa tiễn Moskva bị hư nặng nề khi tàu nổ tung. Chiếc tem được thiết kế theo tên của Roman Grybov, một quân nhân Ukraine đã bị quân đội Nga bắt giữ trên hòn đảo sau khi thách thức với lực lượng Nga với thông điệp tàu chiến Nga hãy cút đi. Grybov là một trong những người lính bất chấp chiến hạm Nga kêu gọi họ đầu hàng gần với đảo rắn nhỏ bé trên Biển Đen khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng 2. Nga đã nói thủy thủ đoàn của hạm đội Biển Đen được di tản vào thứ Năm và những biện pháp được thực hiện để kéo con tàu bị nạn trở về sau vụ nổ kho đạn trên tàu mà Ukraine nói là do họ tấn công hỏa tiễn. Bộ Quốc phòng Nga thì nói ngọn lửa trên tàu tuần dương Moskva thời Liên Xô đã được khống chế, nhưng con tàu đã bị hư hỏng nặng và bị chìm. Penthouse ở Bắc Hàn dành riêng cho những người bất hạnh. Đối với người dân ở nhiều quốc gia thì được sống trong một căn penthouse là niềm mơ ước, nhưng ở Bắc Hàn thì đó có thể là ác mộng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục xây những căn nhà cao tầng có bề ngoài lộng lẫy ở Bình Nhưỡng, trong đó mới nhất là tòa nhà chọc trời 80 tầng được hoàn thành vào đầu tuần này. Nhưng những người đào tẩu và những người Bắc Hàn khác nói rằng thang máy và điện không đáng tin cậy, nguồn cung cấp nước kém và lo ngại nghề tay nghề có nghĩa là trong lịch sử. Ít người muốn sống gần đỉnh của những công trình như vậy.
Jung Si-woo, 31 tuổi, đào tẩu sang nước láng giềng Nam Hàn vào năm 2017, cho biết rằng ở Bắc Hàn thì người nghèo sống trong các căn penthouse hơn là người giàu vì thang máy hoạt động không hiệu quả và họ không thể bơm nước lên do áp lực nước thấp. Dung nói là ở miền Bắc, anh sống ở tầng 3 của tòa nhà 13 tầng thiếu thang máy, trong khi một người bạn sống ở tầng 28 của tòa nhà 40 tầng chưa bao giờ sử dụng thang máy vì nó không hoạt động. Hôm thứ Năm thì truyền thông nhà nước cho thấy ông Kim đã khánh thành một khu nhà ở khác, lần này thì dành cho các thành viên của giới thượng lưu, bao gồm cả một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Ri Chun-hee. Đó là những tòa nhà thấp tầng mà mỗi tuần tòa nhà thì chỉ cao vài tầng mà thôi. Chiếc tàu Arctic Sunrise của Greenpeace khảo sát hoạt động đánh cá và giang khoang dầu gần với Argentina. Sau khi khảo sát những gì họ cho là hoạt động đánh bắt bất hợp pháp bên ngoài lãnh hải Argentina, chiếc tàu Arctic Sunrise của Greenpeace đã đến Buenos Aires vào thứ Năm. Khi tàu đến gần với cảng, thân tàu màu xanh lục được tô điểm bằng cầu vồng sơn về phía mũi tàu kèm theo biểu ngữ màu vàng có nội dung hãy bảo vệ biển Argentina. Nhiệm vụ mới nhất của con tàu là ghi lại và thu thập bằng chứng về những hoạt động đánh bắt cá ở khu vực phía nam Đại Tây Dương, được mệnh danh là Lỗ Xanh, cách Argentina 200 hải lý. Trong một phúc trình được công bố vào tháng trước với tiêu đề đánh bắt cá không kiểm soát ở vùng biển Argentina, tổ chức này tuyên bố hơn 500 chiếc tàu từ những nước như Trung Quốc, Nam Hàn và Tây Ban Nha đánh bắt cá ở đó bằng kỹ thuật kéo đáy, là một phương pháp liên quan tới việc kéo lưới có trọng lượng lớn trên nền biển, có thể gây hại cho một số loài động vật. Trong số các loài bị đe dọa do đánh bắt quá mức, có các loài như mực hay là cá hét là một loại cá tuyết, cá tuyết đen, trong khi những loài khác như cá voi và hải cẩu ở phía Nam cũng đang gặp nguy hiểm. Vâng, và sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nhà và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật, như ông Putin muốn xuất khẩu năng lượng sang châu Á, tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm, một người Nga kết hôn với người Ukraine ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico để xin tị nạn. Xin tiếp tục quý vị đón xem sau phần bảo trợ thương mại. Sư ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức chi tiết tiếp theo, một người Nga kết hôn với người Ukraine ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico để xin tị nạn. Tình yêu đã phá vỡ mọi ranh giới vào thứ Năm khi một người đàn ông Nga kết hôn với một phụ nữ Ukraine ở Tijuana, thành phố biên giới lớn nhất nối Mexico với California để xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Cách xa quê hương hơn chục ngàn km, Saman Borowski, người Nga và Darina Shaniuk, người Ukraine đã kết hôn tại văn phòng đăng ký dân sự của tòa thị chính Tijuana. Trước khi bị Nga xâm lược, thì cặp đôi sống ở Ukraine và tìm cách rời khỏi đất nước và đến Tijuana cách đây 2 tuần để xin quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ chỉ cho phép Dara nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo diện tị nạn vì cộng đồng người Nga đã không được phép nhập cảnh vào đất nước này kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Những người Nga duy nhất được phép vào Hoa Kỳ là những người có thể chứng minh bằng một tài liệu rằng họ có gia đình ở đó. Do những hạn chế, cặp đôi đã yêu cầu cơ quan quản lý dịch vụ di cư thành phố Tijuana hỗ trợ để kết hôn. Theo những người đã nhập cảnh thì tại biên giới Hoa Kỳ với Mexico, các giới chức Hoa Kỳ cho phép những người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga trên quê hương của họ được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và ở lại mà không sợ bị trục xuất trong vòng một năm. Hàng trăm người tị nạn Ukraine đã trốn thoát khỏi chiến tranh ở quê nhà và chen chúc trong các trại tạm thời gần cảng nhập cảnh quốc tế kết nối Tijuana với California. Những người đàn ông da xanh lao vào nước khi người Berlin rung mình trong lần bơi ngoài trời đầu tiên. Hồ Wannsee ở Berlin là bối cảnh cho sự hồi sinh, một truyền thống trong thành phố bơi lội ngoài trời vào thứ Sáu. Với nhiệt độ nước giảm xuống mức làm rung mọi người và nhiệt độ không khí dao động quanh chỉ có 51.8 độ F, khiến cho một số người rất căng thẳng lao xuống hồ. Một người cho biết khi nói về việc này, đó là hoàn toàn có thể đóng băng, nhưng rõ ràng không khí rất vui. Truyền thống bị tạm dừng trong 2 năm do đại dịch Covid-19, và để đánh dấu sự trở lại, nhóm Blue Man đã có mặt để khuyến khích những người tham gia. Christina Kansnash từ hồ bơi công cộng Berlin cho biết 10 người đầu tiên dũng cảm lao xuống nước nhận được vé miễn phí tới xem biểu diễn của Blue Man. Cô nói đối với họ đó chỉ đơn giản là đôi bên cùng có lợi khi họ ở đây.
Tổng thống Putin muốn xuất khẩu năng lượng sang Á Châu. Ông Putin kêu gọi đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng sang châu Á và cảnh báo châu Âu đang gây bất ổn thị trường khi cắt giảm các lô hàng Nga. Chúng ta cần đa dạng hóa xuất khẩu, từng bước chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường đang phát triển nhanh ở phía Nam và phía Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp về lĩnh vực năng lượng được phát trên truyền hình hôm nay. Ông cũng chỉ trích động thái của các nước châu Âu nhằm ngừng sử dụng năng lượng Nga, cho rằng những việc làm này là tiếp tục gây bất ổn thị trường và đẩy giá lên. Theo ông thì nỗ lực của phương Tây để đẩy các công ty năng lượng Nga khỏi thị trường của họ chắc chắn sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống Nga lưu ý những quốc gia không thân thiện này, thuật ngữ Moscow để sử dụng để mô tả các nước áp đặt biện pháp trừng phạt, tự thừa nhận rằng họ không thể hưởng lợi khi loại bỏ các nguồn năng lượng Nga. Ông nhấn mạnh các nguồn năng lượng thay thế như khí tự nhiên hóa lỏng LNG do Mỹ sản xuất sẽ gây tốn kém hơn cho châu Âu. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tiếp tục sụt giảm. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục sụt giảm khi nhiều người không tán thành cách ông điều hành nền kinh tế và xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo kết quả khảo sát mới nhất công bố ngày 13 tháng 4, 38% người dân ủng hộ Tổng thống Biden, còn 53% người dân phản đối. Chỉ có 35% số người được hỏi tán thành cách Tổng thống Biden điều hành nền kinh tế mà thôi, trong khi 60% người dân không tán thành. 40% người tham gia khảo sát nói Tổng thống xử lý được cuộc khủng hoảng Ukraine, còn 50% người dân phản đối. Trong cuộc khảo sát trở lại vào tháng 10 và tháng 12 năm ngoái, thì 41% người tham gia ủng hộ cách ông Biden điều hành đất nước. Cuộc khảo sát vào tháng 7 cùng năm cho thấy tỷ lệ ông có 48%. Những người tham gia cuộc khảo sát mới nhất nói lên triển vọng ảm đạm về nền kinh tế, với 43% người được hỏi cho rằng kinh tế còn tồi tệ hơn trong suốt năm tới nhiệm kỳ của ông, trong khi 26% tin là tình hình tốt hơn mà thôi. 47% người dân đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế là yếu kém. Canada tài trợ 4.4 triệu đô la cho dự án giúp phụ nữ miền núi Việt Nam làm kinh tế. Chính phủ Canada vừa công bố tài trợ một dự án giúp hàng ngàn phụ nữ dân tộc miền núi Việt Nam cải thiện đời sống kinh tế trị giá 4.4 triệu đô la. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie ngày 14 tháng 4 công bố khoản tài trợ mới này cho dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ tiến bộ tại Việt Nam, AWEEV, do Care Canada phối hợp với Care International tại Việt Nam và các đối tác địa phương thực hiện. Dự án này sẽ thúc đẩy quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số bằng cách tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế có nhận thù lao, đồng thời củng cố tiếng nói và vai trò lãnh đạo của họ. Thông cáo của chính phủ Canada cho biết là khi Ngoại trưởng Jolie kết thúc chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, theo như một thông cáo trước đó của tổ chức Care International, dự án AWEEV dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số từ 1.550 gia đình sống ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang, giúp họ nâng cao điều kiện kinh tế. AWEEV được thiết kế phù hợp với chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền của Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada. Thiết kế của dự án được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình đẳng đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam. Game AC Infinity của công ty Việt Nam bị hacker Bắc Hàn tấn công. Hacker có liên quan tới chính phủ Bắc Hàn tấn công trò chơi trên mạng có tên là AC Infinity của công ty Việt Nam vào tháng trước, ăn cắp 620 triệu Mỹ Kim trị giá tiền ảo. Thông báo của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết vào ngày 15 tháng 4, vụ đánh cắp mới này được cho là lớn nhất trong lịch sử tiền kỹ thuật số, đặt ra những câu hỏi đối với an ninh của ngành kỹ nghệ mới mẻ này. Trò chơi Axie Infinity do công ty Sky Mavis của Việt Nam phát triển cho phép người chơi mua và bán tốc độ sử dụng tiền trong trò chơi. Người chơi có thể kiếm tiền kỹ thuật số bằng việc chơi game hay trao đổi avatar. FBI cho biết hai nhóm có tên là Lazarus và APT38 liên quan tới chính phủ Bắc Hàn chính là thủ phạm và chịu trách nhiệm trong vụ ăn cắp này. Lazarus là nhóm nổi tiếng đã từng tấn công năm 2014 vào hãng Sony Pictures Entertainment để trả thù việc hãng này sản xuất bộ phim The Interview chế giễu lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Chương trình Internet của Bắc Hàn được coi là mới bắt đầu vào khoảng giữa năm 1990, nhưng đã phát triển lên tới 6.000 đơn vị tác chiến mạng và được biết đến với cái tên là Phòng 121. Theo phúc trình của quân đội Hoa Kỳ, năm 2020, cơ quan này hoạt động tại nhiều nước như Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và nước Nga.
Nghệ sĩ piano Trung Quốc Lang Lang biểu diễn trên đỉnh núi Thụy Sĩ cao 3.454 m. Nghệ sĩ dương cầm Trung Quốc Lang Lang đã có màn trình diễn trên cao vào hôm thứ Năm tại ga xe lửa Jungfraujoch, cao nhất ở châu Âu, nằm ở độ cao là 3.454 m so với mực nước biển. Người nghệ sĩ 39 tuổi đã chơi một cây đại dương nằm cầm trên đỉnh núi, được bao quanh bởi cao nguyên Thụy Sĩ nằm giữa Jura và dãy Alps của Thụy Sĩ. Màn trình diễn kéo dài 8 phút của anh bao gồm các bài hát Love Dream, Jasmine Flower, Goldberg Variation. Anh nói đó là buổi biểu diễn piano đầu tiên của anh trong tuyết. Anh nói rằng nhịp tim nhanh hơn một chút nhưng tôi rất thích, tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt vời. Lang Lang cũng đi tàu để thưởng ngoạn phong cảnh tuyết của vùng Jungfrau. Thưa quý khán thính giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp tối nay của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Mọi chi tiết xin mời quý khán giả liên lạc với số điện thoại quen thuộc 714-892-5717. Vâng, và cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Garvey Avenue, Rosemith, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình đặc sắc khác. Xin cảm ơn rất nhiều.